Kính chào các đồng chí, chào các bạn. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi chương trình truyền hình an ninh Quảng Nam với những tin chính sau. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch. Lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch. Mô hình tiếng loa an ninh hiệu quả trong đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong tuần, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng đã đến thăm tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh tại khu vực Đèo Lò Xo, huyện Phước Sơn và đường dẫn vào cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi thuộc địa phận huyện Thăng Bình. Tại chốt kiểm soát dịch bệnh khu vực Đèo Lò Xo, đường Hồ Chí Minh qua địa phận huyện Phước Sơn, đồng chí Lê Văn Dũng đã kiểm tra điều kiện ăn ở, sinh hoạt và công tác ứng trực tại chốt kiểm soát, thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ, lực lượng y tế, thanh niên tình nguyện tham gia trực chốt. Đồng chí Lê Văn Dũng ghi nhận những nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ công an, tình nguyện viên tại chốt kiểm soát. Tại chốt kiểm soát trạm thu phí Hà Lam thuộc km 41 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đồng chí Lê Văn Dũng dành thời gian thăm hỏi điều kiện ăn ở sinh hoạt của lực lượng tại chốt, đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho lực lượng trực chốt làm nhiệm vụ. Dịp này, Phó Bí thư Lê Văn Dũng cũng đã trao tặng quà và số tiền 10 triệu đồng cho mỗi chốt kiểm soát. Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Quảng Nam tổ chức thăm tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ và người dân tại 5 khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, huyện Phú Ninh, Núi Thành và Thăng Bình. Tại các khu cách ly y tế tập trung tại trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Tam Kỳ, trường Tiểu học Lý Tự Trọng, Thăng Bình, trường Trung học Cơ sở Nguyễn Hiền, Phú Ninh, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ và trường Trung học Cơ sở Nguyễn Khuyến, Núi Thành, đoàn đã thăm hỏi, động viên và trao tặng mỗi khu cách ly phần quà là các nhu yếu phẩm cần thiết trị giá 10 triệu đồng. Hoạt động thể hiện sự quan tâm, tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn, động viên người dân và lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung, chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Nhằm động viên chia sẻ khó khăn với lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh và người dân tại các khu cách ly tập trung, Hội Phụ nữ Công an thị xã Điện Bàn đã tổ chức chương trình bếp ăn tình thương đầy ý nghĩa. Đều đặn mỗi tháng 2 lần, các chị em hội viên phụ nữ công an thị xã Điện Bàn thu xếp công việc có mặt tại nhà ăn để chuẩn bị hơn 150 suất cơm và nước uống cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch tại chín chốt kiểm soát phòng chống dịch và khu cách ly trên địa bàn thị xã. Hoạt động này đã được Hội Phụ nữ cơ sở duy trì thường xuyên từ tháng 5 năm 2021 đến nay tại các chốt kiểm soát, khu cách ly. Từ bếp ăn tình thương của hội viên phụ nữ công an thị xã Điện Bàn sẽ tạo sự lan tỏa, chia sẻ trong cộng đồng để có thêm nhiều hơn nữa những tình cảm nghĩa tình, chia sẻ khó khăn vất vả đối với lực lượng tuyến đầu chống dịch. Nhằm góp phần kiểm soát chặt chẽ người dân đi lại trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19, Công an tỉnh Quảng Nam đã triển khai lắp đặt thí điểm phần mềm quản lý di biến động của người ra vào vùng dịch tại các chốt kiểm dịch cửa ngõ ra vào địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo đó, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh phối hợp với Công an các đơn vị địa phương tiến hành triển khai cài đặt, sử dụng thí điểm phần mềm quản lý di biến động của người ra vào vùng dịch tại 26 trên 62 chốt kiểm soát dịch bệnh là cửa ngõ của tỉnh Quảng Nam. Với phần mềm này, công dân thực hiện đăng ký khai báo y tế qua máy tính, điện thoại thông minh, có kết nối Internet trước khi đi qua trạm kiểm soát dịch bệnh, tương tự như khai báo qua các ứng dụng của Bộ Y tế. Tuy nhiên, bổ sung thêm thông tin thường trú, lưu trú, tạm trú. Sau khi nhập đủ thông tin, hệ thống sẽ sinh ra mã QR code. Cán bộ công an tại chốt kiểm dịch kiểm tra thông tin công dân khai báo y tế bằng QR code, đối chiếu, xác nhận thông tin với chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người dân trên hệ thống. Trường hợp công dân không có điện thoại smartphone, cán bộ trạm kiểm soát phát phiếu khai báo y tế cho người dân kê khai. Dữ liệu sau khi công dân kê khai được xử lý hàng ngày trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông báo về công an cấp xã nơi công dân đi đến để quản lý. Để nhanh chóng thuận tiện kê khai qua chốt kiểm dịch, đề nghị người dân cần chủ động kê khai trước thông tin tại trang web http://sukhoe.dancuquocgia.gov.vn, tạo mã QR để kiểm tra qua chốt kiểm dịch. Công an huyện Duy Xuyên vừa tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2021. Tham dự hội thi có 14 thí sinh đến từ công an 14 xã thị trấn trên địa bàn. Các thí sinh tham gia hội thi đều phải trải qua các phần thi, soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi ứng xử của ban giám khảo. Theo đánh giá của ban tổ chức, hầu hết nội dung các bài thuyết trình đã bám sát chủ đề, đối tượng tuyên truyền,
đi sâu phân tích, làm rõ những quan điểm định hướng lớn của Đảng, những hành vi gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thời gian qua, cùng nhiều dẫn chứng sinh động, với sự đầu tư công phu về cả phương pháp, cách thức thuyết trình. Đây là dịp để mỗi cán bộ chiến sĩ giao lưu học hỏi, nâng cao kỹ năng công tác tuyên truyền và hoạt động báo cáo viên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Lê Thị Kim Phượng, công an xã Duy Sơn, thí sinh Lê Trung Tài, thị trấn Nam Phước đạt giải nhì, hai thí sinh Trương Hồ Ngọc Vũ, xã Duy Châu và Nguyễn Hoàng Tuấn, xã Duy Hải đạt giải ba. Thưa các đồng chí và các bạn, tình hình dịch bệnh COVID hiện nay vẫn còn diễn biến phức tạp, phát hiện nhiều ca dương tính trong cộng đồng. Hoạt động của người dân về từ vùng dịch tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch bệnh. Cùng với cán bộ chiến sĩ công an tỉnh tiếp tục tăng cường làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn duy trì quân số, tuần tra kiểm soát các tuyến đường, đảm bảo tốt tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Hiện nay, Quảng Nam đã thành lập hơn 110 điểm chốt chặn phòng chống dịch bệnh trên toàn địa bàn tỉnh. Trong đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt Công an tỉnh bố trí gần 50 cán bộ chiến sĩ, thực hiện nhiệm vụ tại các chốt thành lập theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, giao Công an tỉnh chủ trì. Như vậy, gần 2/3 quân số phục vụ nhiệm vụ phòng chống dịch. Cán bộ chiến sĩ còn lại trực 100% tại đơn vị thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên như tiếp nhận, xử lý các thủ tục đăng ký phương tiện, cấp biển số xe, xử lý các vi phạm hành chính. Cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, huy động lực lượng khi có yêu cầu. Trước cái thực tế là cán bộ nam được huy động tối đa để tham gia các chốt kiểm soát dịch, thì cán bộ chiến sĩ nữ tại đơn vị là cái lực lượng được tăng cường để thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. Trong quá trình trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến, thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, để thực hiện tốt, để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình, thì chúng tôi đã luôn nỗ lực khắc phục những các khó khăn và đồng thời thì trau dồi những cái nghiệp vụ để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Mặc dù điều động phần lớn lực lượng phục vụ tại các chốt, nhưng không vì thế mà công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường bị buông lỏng. Hiện nay, phương tiện tham gia giao thông thấp, các tuyến đường thông thoáng, nhưng một bộ phận người tham gia giao thông có tâm lý chủ quan, cho rằng lực lượng chức năng tập trung chống dịch, giảm tuần tra, xử phạt, nên lơ là, dễ dẫn đến vi phạm. Lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí cán bộ chiến sĩ tuần tra công khai trên các tuyến đường 24/24 giờ, tập trung xử lý các lỗi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, phần đường, làn đường, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện. Đồng thời, kết hợp xử lý qua hệ thống camera giám sát, đảm bảo tốt tình hình trật tự an toàn giao thông. Đối với đơn vị, trong thời gian phòng chống dịch là ưu tiên hàng đầu trong công tác. Nhưng bên cạnh đó, đơn vị cũng khắc phục mọi cái khó khăn trong công tác biên chế của đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường. Đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn đang được kiểm soát tốt. Kết quả đó có một phần đóng góp không nhỏ của lực lượng cảnh sát giao thông. Với tinh thần hết mình vì công việc, từng cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông, dù ở vị trí công tác nào, vẫn sẽ nỗ lực hết mình, cùng đồng chí đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo tốt tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Tiếp theo là những thông tin trên lĩnh vực trật tự xã hội. Công an thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vừa kiểm tra phát hiện xử lý 9 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại một homestay trên địa bàn thành phố, trong khi địa phương này đang thực hiện chỉ thị 16 để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, vào đêm ngày 15 tháng 8 năm 2021, Công an phường Tân An, thành phố Hội An tiến hành kiểm tra hành chính homestay Xuân Phúc tại địa chỉ số 32 đường Lưu Trọng Lư, phường Tân An, phát hiện tại phòng số 6 có một nhóm thanh niên gồm 2 nữ, 7 nam đang tụ tập có dấu hiệu nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Qua thử test nhanh, tất cả đối tượng đều có kết quả dương tính với ma túy. Các đối tượng khai nhận đã sử dụng ma túy trước đó. Trước đó, vào cuối tháng 7 vừa qua, thành phố Hội An quyết định thực hiện chỉ thị 16 để phòng chống dịch khi phát hiện ca dương tính trong cộng đồng. Hiện Công an thành phố Hội An đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh liên quan đến một trường hợp nhiễm COVID-19 phát hiện tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình vào ngày 15 tháng 8.
Cụ thể, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thăng Bình đã khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh liên quan đến một trường hợp nhiễm COVID-19 ghi nhận tại xã Bình Nguyên vào ngày 15 tháng 8. Nữ bệnh nhân COVID-19 trú xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam trở về địa phương từ vùng dịch chợ đầu mối Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng nhưng không khai báo y tế và cách ly theo quy định, sau đó lây lan sang 3 trường hợp là thành viên của gia đình. Ngày 20 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Điện Bàn đã khởi tố vụ án hình sự một trường hợp nữ bệnh nhân làm nghề buôn bán tại chợ An Hải Đông, thành phố Đà Nẵng, về nhà nhưng không khai báo y tế, đến ngày 9 tháng 8 phát hiện dương tính và làm lây nhiễm COVID-19 cho chồng và hai người khác. Sau khi các trường hợp này điều trị COVID xong, ổn định sức khỏe, sẽ tiếp tục khởi tố bị can, điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Thưa các đồng chí và các bạn, trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được lan tỏa rộng khắp, phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, hiệu quả phong trào gắn với mô hình về an ninh trật tự được lực lượng công an chủ công xây dựng. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 2.000 mô hình, trong đó lực lượng công an chủ công tham mưu xây dựng thực hiện 256 mô hình về an ninh trật tự, sát với thực tế, điều kiện tham gia của quần chúng nhân dân tại cơ sở, được quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Tiếng loa an ninh là một trong những mô hình như vậy, đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, được phát triển nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Với ông Trần Đăng Tuấn, ở thôn 2 xã Bình Đào, tiếng loa đã trở thành quen thuộc gần chục năm nay. Vừa như thông tin, hiệu lệnh báo hết giờ để nhân dân tự giác ngừng các hoạt động vui chơi giải trí, mà còn là lời nhắc bảo vệ cơ quan trường học, nhắc mỗi gia đình đề cao cảnh giác, tự quản lý thành viên trong gia đình, kiểm tra khóa cổng, cửa trước khi đi ngủ để bảo đảm an toàn về người và tài sản. Đối với người dân mình rồi, chúng tôi thấy là vấn đề là có tiếng loa nên là rất hiệu quả. Mà riêng bản thân của tôi á, thì tôi mong muốn rằng là không những xã Bình Đào mà nhiều xã trên huyện và trong tỉnh Quảng Nam này chúng ta mở rộng mô hình này. Bởi vì có tiếng loa an ninh á, thì lòng nhắc nhở cho bà con mình á, thứ nhất là biết bảo vệ tài sản, thứ hai là chủ động phòng chống được cái trộm cắp và cái an ninh trật tự. Ra đời từ năm 2014, mô hình tiếng loa an ninh ở xã Bình Đào đã thực sự góp phần vào công cuộc giữ gìn và bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Nhiều vụ trộm cắp tài sản của công dân đã được phát hiện, tụ tập gây rối trật tự công cộng đã được ngăn chặn, khống chế, hay huy động người dân tham gia phòng cháy chữa cháy đã được nhanh chóng, kịp thời. Tất cả đều thông qua hệ thống tiếng loa an ninh này. Đặc biệt, từ khi lực lượng công an chính quy về xã, mô hình tiếng loa an ninh ngày càng được củng cố và phát huy. Thì việc vận này là nó rất là hiệu quả, thì giống như tình huống khẩn thiết và những vụ việc khẩn cấp cần thông báo với nhân dân, ví dụ như khi có cháy rừng xảy ra và lực lượng chữa cháy tại cơ sở đất mà không thể nhanh chóng kịp thời dập lửa được thì có thể thông báo và huy động nhân dân đến hỗ trợ. Điểm đặc biệt của mô hình tiếng loa an ninh là hệ thống tự động tiếp nhận thông tin từ điện thoại di động và truyền tải phát ra hệ thống loa truyền thanh của xã. Nhờ việc ứng dụng công nghệ tự động hóa mà mô hình tiếng loa an ninh càng phát huy tối đa vai trò trong việc thông báo tin tức đến người dân, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân. Có thể khẳng định, mô hình này không chỉ mang lại sự bình yên cho thôn xóm, mà trên hết đã hình thành ý thức tự giác, huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong việc tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Từ hiệu quả của mô hình tiếng loa an ninh của xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, đến nay, Công an Quảng Nam nhân rộng triển khai cho gần 100 xã trên địa bàn toàn tỉnh. Phóng sự vừa rồi đã khép lại chương trình tuần này của chúng tôi. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.